Hạnh xin chào ba cô chú chị các bạn. Giờ Hạnh đến bệnh viện đa khoa huyện Dòng Ghiền, chỗ chú Sơn đang nằm điều trị á. Thì Hạnh cũng mới tin hay thôi, thì gia đình của chú điện bất ngờ, thì hoàn cảnh của chú thì rất khó khăn. Hiện tại thì chú bị tai nạn nên máu tụ ở trong não, thì bác sĩ kêu là phải đi chuyển lên tuyến trên gấp, rất cần sự giúp đỡ của quý ông bà của chú chị các bạn. Thì gia đình chú thì khó khăn, thì Hạnh mời ông bà của chú chị các bạn vô cùng xem gia cảnh của chú nha, coi bệnh tình của chú thế nào. Giờ Hạnh đến bệnh viện đa khoa huyện Dòng Ghiền thuộc tỉnh Kiên Giang, thì hiện tại thì bà chú Sơn đang nằm ở trong đây nè. Thì Hạnh rất mong là quý ông bà cô chú chị các bạn mạnh thường quân trong nước và ngoài nước ủng hộ cho chú, tại vì hoàn cảnh của chú thì rất khó khăn, thì giờ cần sự giúp đỡ. Chú thì bị tai nạn té nên máu tụ trong não, rồi bác sĩ thì phải giờ cho hay là phải chuyển đi bệnh viện tuyến trên để mổ, tại đây thì bác sĩ không có mổ được. Thì rất cần sự giúp đỡ của ông bà của chú chị các bạn. Thì hoàn cảnh của chú thì rất khó khăn, giờ thì không có khả năng mà đi để điều trị được. Thì giờ Hạnh mời ông bà của chú chị các bạn vô xem hoàn cảnh và bệnh tình của chú. Rồi con chào cô, con chào chú luôn. Đây là chú Sơn nè, thì lúc trước á, thì Hạnh cũng có hoàn cảnh của chú khó khăn, thì Hạnh cũng có lợi làm sửa nền nhà cho chú với mua vật dụng trong nhà cho chú là bác Tám ở Mỹ. Thì bác Tám cũng có nói với Hạnh nếu nào gặp hoàn cảnh nào khó khăn cần thiết thì điện cho bác hay. Thì hôm trước thì gia đình của chú nè bị tai nạn, thì có điện cho Hạnh hay nhờ sự giúp đỡ. Thì Hạnh cũng điện cho bác Tám, thì bác Tám nói cần sự giúp đỡ gấp á. Rồi thì hôm nay thì bác Tám cũng nhờ Hạnh để ra coi bệnh tình của chú thế nào. Rồi con chào cô luôn, rồi chào chú. Chú không mở mắt được hả? Chú mê, chú mê 3 giờ. Rồi chú bị té lâu chưa vậy cô? Té khoảng hôm gài 3 ngày. 3 ngày thì mình có nằm viện ở đây không? Có ra đây mà khi mới bắt đầu có ra. Rồi sau này 3 bữa sau nó phát lên, là não của ổng bây giờ là bị CT đó, bị máu bầm tụ trong, bác sĩ trên chở nó nói giờ phải nhập viện mà không có tiền cái về để xin gì đây nằm. Không có mà không ra thì mình nằm ở đâu, mình nằm ở bệnh viện nào? Bữa nay mới ra đó. Ở đây CT cho mình luôn. Ra mặt giá CT. Tiền, có tiền mình mới về chứ gì đây nằm. Hiện tại thì hồi sau mình chuyển ra gạch giá rồi ha. Mình CT là bây giờ là máu bầm tụ trong não. Bác sĩ kêu phải chuyển đi tuyến trên. Có tiền tuyến trên, có tiền nhiều mới đi đi mổ hả? Mổ được. Dạ. Rồi giờ mình không có tiền, mình phải trở về Dòng Ghiền, huyện Dòng Ghiền mình nằm đang chờ bác sĩ theo dõi. Rồi bác sĩ đây có kêu mình đi nữa không? Bác sĩ kêu đi đó mà giờ cô không có tiền, cô xin đại nằm đây mà giờ cô không có tiền lo ổng, cái đầu ổng bây giờ là chịu lắm nặng rồi. Không có tiền mình phải nằm ở đây đợi thôi hả? Nằm bác sĩ thì phải kêu đi gấp phải không? Bác sĩ thì không đảm bảo là sức khỏe của chú nữa. Dạ. Rồi chú thấy sao rồi chú? Mình ngồi nhức đầu. Nhức đầu ha, chóng mặt ha. Chóng mặt. Nằm ngồi. Rồi sao mà hôm trước mình bị này rồi sao mình không có CT trước sao? Không ra chụp hình đúng không? Chụp hình không ha, rồi mình về nhà ha. Mình không có khả năng CT hay gì? Ở bệnh viện thì đâu có mấy CT. Dạ. Với hoàn cảnh của chú thì khó khăn nè, rồi nên về nhà. Nhà thấy... Về nhà nằm 3 ngày. 3 ngày thấy là sáng không ổn nữa đi CT. Sáng là sao nó phát lên là bị gì? Ối quặn ối mà. Phát lên là bị ói thường thường, thì bác sĩ nói té thường thường là 3 ngày nha. Nếu mà theo dõi mà ói là có thể là lên não hay sợ máu rồi đó. Thì vì hoàn cảnh của chú thì cũng giống vậy rồi nè. CT có rồi đó, bác sĩ đang ghi giấy là bị máu trong não rồi đó. Ứng máu tụ trong não ha. Đúng rồi. Phải mổ gấp hả? Mình muốn tiền mới nằm để xin bác sĩ cho nằm. Mình có nghe nói số tiền mổ bao nhiêu không? Không hỏi. Không có tiền nên cũng không hỏi số tiền bao nhiêu luôn. Rồi sao mình không hỏi bao nhiêu đâu, mình biết mà như mượn hỏi giùm họ này kia anh chị em. Khổ quá trời luôn. Có quá trời trọng đó. Mượn không ai cho hết chứ. Về đi nằm đại, đi qua ngày.
Nằm đợi qua ngày. Chứ người ta kêu đi gấp lên trên tỉnh trên, đang tên mổ cái đầu. Không có tiền thì mình đâu có chở đi được đâu. Số tiền chắc cũng lớn, mổ này kia. Dạ. Chú có bảo hiểm không? À, không có bảo hiểm, khổ không có mua bảo hiểm nổi luôn. Ngày thường đi mận nướng sống qua ngày mua gạo ăn không, bảo hiểm mua không nổi luôn đó. Không có bảo hiểm luôn, tại vì chú thì đi mần mà. Cái giò chú thì lúc trước bị xe nè, gãy mấy khúc, bây giờ bị tật luôn rồi. Hôm trước thì đi tàu biển bị gãy tay nữa, rồi giờ tai nạn nữa, tới ập tới luôn. Mà gia đình chú thì khó khăn, nên không có mua bảo hiểm được luôn. Bây giờ được số tiền thì mình lên chảnh trước hay gì? Lên bệnh viện trước, Cần Thơ hả? Bây giờ nó đang kêu mình đi liền đó, mà không có tiền đó. Rồi giờ bác sĩ thì kêu chú phải chuyển đi gấp, tại vì nguy hiểm rồi, tại vì máu bầm tụ trong não thì bác sĩ không có thể mà điều trị ở huyện được, nên phải chuyển đi lên tuyến trên. Tuyến trên là lên Cần Thơ hoặc là thành phố ha, Sài Gòn. Thì hôm nay thì con lại đây thì con cũng hay tin vậy, thì con cũng không có số tiền trước nữa, thì con quay lên mà nếu có ông bà của chú, chị các bạn á, thì giúp cho hoàn cảnh của chú, thì ủng hộ cho chú có tiền thêm, đặng có tiền đi phẫu thuật. Hiện tại bây giờ thì bác Tám ở Mỹ thì gửi cho chú Sơn là 10 triệu đặng có kinh phí đặng chuyển đi lên bệnh viện trên, tuyến trên. Rồi con đưa cho cô đi ha. Đây là số tiền của bác Tám ở Mỹ gửi cho cô với chú là 10 triệu ha, đặng chuyển chú lên tuyến trên, đặng coi theo dõi cho bác sĩ theo dõi ha cô. Dạ. Giờ chỉ có số tiền này thôi, con chỉ có được 10 triệu của bác Tám gửi thôi, cho con gửi ha. 8 bên Mỹ, 8 2 3 4 5 6 7 8 9 rồi 10 là của bác Tám ở Mỹ ha, tài trợ cho cô chú cần có tiền chuyển đi bệnh viện tiến trên. Rồi cô có lời gì muốn nói với bác Tám không? Cảm ơn bác Tám, cứu chồng con qua bệnh hoạn này, từ đây tới con đợi bác Tám. Chú bác Tám mà ăn được khá giả lên cứu mấy đứa cháu khổ như con. Cảm ơn bác Tám. Dạ, hôm trước thì bác Tám cũng gửi tiền sửa nhà với mua đồ cho cô chú đó. Bác Tám cũng hay tin, giờ bác Tám cũng hỗ trợ cho 10 triệu đặng có kinh phí để mình chuyển đi mướn thuê xe đồ lên bệnh viện chơi. Rồi giờ chú thì ở đây bác sĩ không thể điều trị thì bác sĩ kêu chuyển đi tuyến trên, tại vì não của chú thì bị máu bầm tụ lại rồi. Thì giờ Hạnh cũng mong ông bà cô chú chị các bạn Mạnh Thường Quân có xem clip của Hạnh thì tài trợ cho chú có số tiền đặng chú đi lên bệnh viện Cần Thơ đặng bác sĩ khám mà có thể mổ máu bầm ở trong đầu của chú. Thì Hạnh rất mong sự giúp đỡ của quý ông bà cô chú các bạn, thì Hạnh xin cảm ơn rất nhiều. Rồi bây giờ có số tiền này các cô chú có thể là ấy xe mình vận chuyển lên chảnh được rồi đó. Dạ, lên trên chảnh trước đi rồi mình coi bác sĩ làm sao nữa, rồi mình phải tính tiếp nữa. Rồi con cũng chúc chú nhiều sức khỏe ha, gắng lên. Còn chúc cô hay cô gắng lo cho chú ha, chúc cô nhiều sức khỏe luôn. Dạ, rồi con chào cô, chào chú luôn.